Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi qua đêm ngoài nghĩa địa, sống sót kỳ diệu. Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Biên, Vũ Gia Phương phấn khởi cho biết, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi qua đêm trong nghĩa địa tại ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập, huyện Tân Biên. Hiện sức khỏe đã dần ổn định sau 5 ngày nhập viện. Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2018, bà Nguyễn Thị Hiền khi tiễn đưa người thân vừa mất đi an táng tại nghĩa địa thuộc ấp Tân Đông 2 thì phát hiện cháu bé sơ sinh còn nguyên dây rốn nằm cạnh nơi an táng, nên đã nhặt cháu bé và đưa cháu bé đến Trung tâm Y tế huyện Tân Biên để cấp cứu. Được biết, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi khi tiếp nhận cân nặng 3kg. Các bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Tân Biên đã tiến hành các xét nghiệm cần thiết, xác định âm tính với các căn bệnh truyền nhiễm, cũng như thân thể bé không có bất cứ dị tật nào. Tình trạng của đứa bé lúc tiếp nhận là trên dây rốn thì lại là khô, đó, rồi còn da thì nhăn nheo, trên cơ thể thì dính những cái chất dơ, và trên khắp người của đứa bé là có nhiều nốt của mẩn đỏ của cái côn trùng nó đốt, có thể là hoặc là do muỗi hoặc là do kiến cắn. Thì sau khi thăm hỏi thì của cái người phụ nữ mang đến đó, thì họ nói họ nhặt ở cặp một cái mồ chôn và ngay gần dưới cái mái hiên của nghĩa trang của mồ chôn đó. Thì theo nhưng mà hiện cái lúc mà tôi tiếp nhận á, thì tình trạng của đứa bé rất là lạ, người là không, tay chân rũ rượi, da khô nhăn nheo. Theo đánh giá nữa thì là cái đêm mà đứa bé chào đời, tại lúc mà nó vào viện á, thì nó là ở cái Tân Biên này có mưa lớn đó. Cho nên có lẽ là bé sẽ sau khi chào đời sẽ dầm một cái cơn mưa, cho nên tình trạng sức khỏe của bé rất là nguy kịch. Khi tiếp nhận á, thì em bé, tình hình của em bé lúc đó thì thực sự nói là chức năng sống, của khả năng sống của em bé 50-50. Nhưng mà sau khi sơ cứu xong rồi đó, thì cái lo nhất của tôi là sợ nhất là khi đẻ rớt em bé sẽ uống dân rốn thì rất nguy hiểm. Nhưng mà đến giờ này thì em bé tạm ổn. Rồi khi tiếp nhận xong thì tôi có báo cho công an huyện, mấy anh em đó vô đặng làm hồ sơ dựng lại hiện trường đầy đủ. À, song song đó tôi có báo cho địa phương là xã Tân Lập với phòng, với phòng lao động thương binh xã hội huyện, đoàn thể huyện, thì tập trung ở đây hết. Cuối cùng mới thống nhất nhau là để Trung tâm Y tế chăm sóc em bé, đến khi nào mà sức khỏe em bé ổn thì sẽ họp lên lần nữa, thì chúng làm đúng theo thủ tục pháp lý. Thì hôm nay em bé được chăm sóc tại đây là ở phòng cách ly. Công an huyện Tân Biên đang tiến hành xác minh để tìm ra mẹ đẻ của bé, cũng như thông báo rộng rãi qua các kênh thông tin đại chúng để người thân cháu bé biết được đến tiếp nhận về nuôi dưỡng.